Xem ngày tốt tháng 10 năm 2024, tốt cho mọi việc, đại cát đại lợi, vạn sự bình an. Mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại và đồng hành cùng kênh KB Tử Vi. Chúc quý vị khỏe mạnh, may mắn, hạnh phúc và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Quý vị thân mến, chọn ngày tốt để tiến hành các công việc trọng đại đã trở thành truyền thống lâu đời trong văn hóa phương Đông. Việc lựa chọn những thời điểm thích hợp không chỉ giúp cho công việc thêm phần suôn sẻ mà còn mang lại may mắn, phúc lành cho người thực hiện. Trong video ngày hôm nay, KB Tử Vi sẽ chia sẻ cho quý vị danh sách những ngày tốt nhất trong tháng 10 năm 2024 âm lịch. Đây là những ngày thuận lợi để thực hiện những công việc quan trọng như xuất hành đi xa, khai trương, làm nhà, cưới hỏi và những việc quan trọng khác. Việc lựa chọn đúng ngày, giờ tốt giúp mọi việc được như ý, tránh mọi vận xui, đón nhận những phúc khí dồi dào. Vậy, trong tháng 10 âm lịch này, đâu là những ngày đại cát đại lợi, phù hợp cho những công việc cụ thể? Xin mời quý vị cùng theo dõi video dưới đây để khám phá được những thông tin hữu ích. Chúc quý vị có được nhiều sự lựa chọn phù hợp, giúp mọi việc được như ý, bình an và viên mãn. Bây giờ, ta sẽ bước vào nội dung đầu tiên, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 10 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn đã được những ngày tốt đẹp nhất, thì bao giờ cũng vậy, chúng ta phải loại bỏ hết những hung tinh, những ngày xấu trong tháng để lựa chọn đã được những ngày tốt đẹp nhất. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 10 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày xấu đầu tiên chúng ta cần loại bỏ chính là ngày sát chủ. Ngày sát chủ là một khái niệm trong phong thủy và tâm linh của người Á Đông, đặc biệt trong những ngày giờ tốt để thực hiện các công việc quan trọng. Theo quan niệm truyền thống, sát chủ nghĩa là ngày có sát khí rất mạnh, ảnh hưởng tiêu cực đến gia chủ hoặc những người tham gia vào sự kiện, công việc được tiến hành trong những ngày đó. Ngày sát chủ trong tháng 10 là những ngày Dậu, bao gồm các ngày mùng 5 Quý Dậu, ngày 17 Ất Dậu, ngày 29 Đinh Dậu. Đây là những ngày xấu không nên dùng vào việc gì. Ngày xấu thứ hai cần tránh đó là ngày Thọ Tử, hay còn gọi là Thụ Tử. Ngày Thụ Tử là một khái niệm trong phong thủy và lịch pháp truyền thống của người Á Đông, đặc biệt liên quan đến việc chọn ngày giờ tốt để thực hiện các công việc quan trọng. Theo quan niệm dân gian, Thụ Tử có nghĩa là về cái chết, sự kết thúc hoặc sự chấm dứt, mang tính chất tiêu cực về mọi mặt trong phong thủy. Ngày này không thích hợp cho các việc liên quan đến sinh sôi, phát triển hay bắt đầu những điều mới mẻ như cưới hỏi, khai trương, động thổ. Trong tháng 10 âm lịch, ngày Thọ Tử là những ngày Thân, bao gồm các ngày ngày mùng 4 Nhâm Thân, ngày 16 Giáp Thân và ngày 28 Bính Thân. Ba ngày này kiêng kỵ không làm việc gì. Ngày xấu thứ ba mà chúng ta cần loại bỏ đó chính là ngày Nguyệt Phá. Ngày Nguyệt Phá được coi là một ngày xấu và không thuận lợi để tiến hành các việc quan trọng. Theo quan niệm dân gian, ngày Nguyệt Phá có nghĩa là sự phá hủy, đổ vỡ, tượng trưng cho sự đối nghịch với cát lành, mang đến điểm xấu, trắc trở trong hoạt động cần tiến hành vào những ngày đó. Trong tháng 10 âm lịch, ngày Nguyệt Phá là những ngày Tỵ, bao gồm có 3 ngày: ngày mùng 1 Kỷ Tỵ, ngày 13 Tân Tỵ và ngày 25 Quý Tỵ. Ngày này chỉ dùng cho việc chặt cây, phá dỡ nhà cửa, không nên dùng cho những việc khác. Ngày xấu thứ tư mà chúng ta cần loại bỏ chính là những ngày Thiên Địa Chuyển Sát. Ngày Thiên Địa Chuyển Sát là một khái niệm trong phong thủy và lịch pháp cổ truyền, được xem là một trong những ngày cực kỳ xấu và mang lại nhiều năng lượng tiêu cực. Thiên Địa Chuyển Sát có nghĩa là sự thay đổi, chuyển dịch của các yếu tố thiên thời, địa lợi, dẫn đến sự mất cân bằng và tạo ra sát khí mạnh mẽ, gây bất lợi cho những công việc quan trọng. Trong tháng 10 âm lịch, ngày Thiên Địa Chuyển Sát là ngày mùng 8 Bính Tý. Ngày xấu thứ 5 mà chúng ta cần loại bỏ là những ngày Tam Nương. Ngày Tam Nương là một ngày xấu trong phong thủy và văn hóa tâm linh của người Á Đông, đặc biệt là ở Trung Quốc và Việt Nam. Theo quan niệm dân gian, ngày Tam Nương có liên quan đến những sự kiện không may mắn và người ta thường kiêng kỵ thực hiện các công việc quan trọng vào những ngày này vì cho rằng nó mang lại những xui xẻo, trắc trở và thất bại. Trong tháng 10 âm lịch, ngày Tam Nương bao gồm các ngày sau: ngày mùng 3 Tân Mùi,
ngày 7 Ất Hợi, ngày 13 Tân Tỵ, ngày 18 Bính Tuất, ngày 22 Canh Dần và cuối cùng là ngày 27 Ất Mùi. Đó là 6 ngày tam nương cần tránh, kiêng kỵ mọi việc. Ngày xấu thứ 6 cần kiêng kỵ đó là ngày Nguyệt Kỵ, được coi là một trong những ngày xấu không thuận lợi để tiến hành công việc quan trọng. Theo quan niệm dân gian, ngày Nguyệt Kỵ được xem là có nhiều điều không may mắn, bởi vậy người ta thường tránh làm những việc đại sự trong những ngày này. Các cụ nhà ta vẫn có câu mùng 5 14 23 đi chơi cùng lỗ huống chi là đi buôn. Ngày này cũng kiêng kỵ mọi việc. Trong tháng 10, ngày Nguyệt Kỵ bao gồm những ngày sau: ngày mùng 5 là ngày Quý Dậu, ngày 14 là ngày Nhâm Ngọ và cuối cùng là ngày 23 là ngày Tân Mão. Ngày xấu thứ 7 mà chúng ta cần kiêng kỵ đó chính là ngày Con Nước. Ngày Con Nước là một khái niệm trong lịch thủy triều và lịch âm của người Việt, chủ yếu liên quan đến việc quan sát sự lên xuống của thủy triều trong tháng. Đối với nhiều người, đặc biệt là ngư dân, nông dân hoặc những người sống phụ thuộc vào thủy triều, ngày Con Nước có ý nghĩa quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc ra khơi, thu hoạch, cũng như các hoạt động nông sản, sản xuất, khai thác thủy sản. Trong tháng 10 âm lịch, ngày Con Nước là những ngày: ngày 11 Kỷ Mão, ngày 25 Quý Tỵ. Đây là hai ngày kiêng kỵ không dùng. Ngày xấu thứ 8 cần kiêng kỵ là ngày Dương Công Kỵ. Đây được coi là ngày rất xấu, mang lại sát khí mạnh và không nên thực hiện các công việc quan trọng. Ngày Dương Công Kỵ thường bị kiêng kỵ cho các công việc như cưới hỏi, động thổ khai trương, khởi công xây dựng, ký kết hợp đồng hay thậm chí là xuất hành. Trong tháng 10 âm lịch, ngày Dương Công Kỵ là ngày 23 Tân Mão. Đó là 8 ngày xấu mà chúng ta cần loại bỏ trong tháng 10 âm lịch, vì những ngày này chủ về phá bại, tan vỡ, ảnh hưởng xấu trực tiếp đến sự việc và gây ra những tổn hại về tài sản cũng như tính mạng của gia chủ. Bước sang nội dung thứ hai, tìm ra những ngày tốt trong tháng 10 âm lịch để làm mọi việc được may mắn, hanh thông. Đầu tiên, chúng ta cùng xét đến ngày Hợi trực kiến, bao gồm các ngày mùng 7 Ất Hợi, ngày 19 Đinh Hợi. Bất lợi khởi tạo, khai trương, giá thú, nhập trạch, xuất hành, an táng, dùng nó bị chiêu quan tư, tổn gia trưởng. Mùng 7 Ất Hợi là ngày tam nương, nói chung ngày Hợi trong tháng 10 không được tốt. Thứ hai là ngày Tý trực trừ, bao gồm các ngày mùng 8 Bính Tý, ngày 20 Mậu Tý. Tuy được ngũ hành vượng tướng nhưng là chỗ khởi đầu giao giới của hai mùa thu và đông, nên chuyển sang sát tinh xấu có thể gây ra thương tích, không nên dùng. Thứ ba, ngày Sửu trực mãn, bao gồm các ngày mùng 9 Đinh Sửu, ngày 21 Kỷ Sửu. Ngày có thiên phú, thiên thành tốt, có thiên tặc xấu. Mùng 9 Đinh Sửu bị sát tập nhập trung cung, bất lợi cho việc khởi tạo giá thú, kỵ tổ chức ca nhạc ồn ào hay chiêng trống om sòm, làm kinh động đến thần sát, gây tổn hại đến người và súc vật. Ngày 21 Kỷ Sửu không nên dùng, chỉ có thể làm động tác và mộ cúng tế. Phàm hễ kim nhập vào cung Sửu, ngũ hành vô khí, lại bị phạm thiên tặc nguyệt yểm trở thành hung hiểm. Tiếp theo là ngày Dần trực bình, bao gồm các ngày mùng 10 Mậu Dần, ngày 22 Canh Dần. Ngày có thiên phú, thiên thành, lại đến châu tinh, nên việc đến cửa quan thì tan biến. Ngày 22 Canh Dần thứ cát, làm việc nhỏ thì được tốt, không nên làm những việc lớn. Tuy nhiên, ngày 22 lại là ngày tam nương, kiêng kỵ mọi việc quan trọng. Mùng 10 Mậu Dần xấu, không nên làm việc gì. Như vậy, ta không chọn được ngày Dần nào tốt trong tháng này. Tiếp theo là những ngày Mão trực định, bao gồm các ngày ngày 11 Kỷ Mão, ngày 23 Tân Mão. Ngày 11 Kỷ Mão, ngày 23 Tân Mão nên động thổ hưng công, đặt táng cột, gác đòn rông, giá thú, nhập trạch, xuất hành, khai trương. Dùng thì được sao tốt chiếu. Tuy nhiên, ngày 23 Tân Mão là ngày Nguyệt Kỵ, ngày 11 lại là ngày Con Nước, kiêng kỵ tất cả các công việc quan trọng, nên ta không chọn được ngày Mão nào tốt trong tháng này. Thứ 6, ngày Thìn trực chấp, bao gồm các ngày ngày 12 Canh Thìn, ngày 24 Nhâm Thìn. Ngày Giáp Thìn có Thiên Nguyệt Nhị Đức,
nhưng chỉ có thể lén làm những công việc nhỏ. Chứ làm những việc lớn như khởi tạo, hưng công, động thổ, nhập trạch đều bất lợi. Ngày thìn trong tháng 10 tuy không phải là những ngày hung bại, nhưng cuối cùng vẫn xấu. Các ngày canh thìn và nhâm thìn cũng bất lợi. Chỉ có ngày bính thìn là có thể phá núi, phát cỏ, an táng, được thứ cát. Mậu thìn thì sát tập nhập trung cung, sinh ra tai họa liên miên, đại hung. Ngày tị trực phá, bao gồm các ngày, ngày mùng 1 kỷ tị, ngày 13 tân tị và ngày 25 quý tị. Ngày có tiểu hồng sa, lại bị phạm châu tước, câu giảo, lại trùng ngày nguyệt phá. Ngoài việc chặt cây, phá nhà thì mọi việc chẳng nên làm. Ngày ngọ trực nguy, bao gồm các ngày mùng 2 canh ngọ, ngày 14 nhâm ngọ và ngày 26 giáp ngọ. Ngày có huỳnh sa, ngày 26 giáp ngọ có thiên đức. Các sao huỳnh na tử đàn, thiên hoàng địa hoàng, các cát tinh đồng chiếu, nên sửa chữa, tạo tác, an táng, hôn nhân, khai trương, xuất hành, nhập trạch, hưng công, động thổ thì được đại cát. Ngày mùng 2 canh ngọ, ngày 14 nhâm ngọ, dùng vào những việc nhỏ thì được thứ cát. Như vậy ta chọn được ngày 26 giáp ngọ và ngày mùng 2 canh ngọ là ngày tốt trong tháng này. Tiếp theo đến những ngày mùi trực thành, bao gồm có các ngày mùng 3 tân mùi, ngày 15 quý mùi và ngày 27 ất mùi. Tuy được tam hợp với nguyệt kiến, nhưng đáng tiếc ngày 27 ất mùi lại sát tập nhập trung cung, kỵ xuất hành, an táng, giá thú nhập trạch, khai trương, tu tạo. Duy có ngày 15 quý mùi, có hỏa tinh, lại được thủy nhập tần châu, lại thêm các tinh huỳnh na, tử đàn, kim ngân, niên châu, các tinh đồng chiếu, nên khởi tạo, giá thú, lễ hỏi, xuất hành, gặp quý nhân, gia trạch được hưng vượng, an ổn lâu dài. Dùng ngày này trong vòng 100 ngày, tăng điền địa, tấn nhân khẩu, sinh con quý, đại vượng. Ngày mùng 3 tân mùi, ngày 27 ất mùi là ngày tam nương, lất xấu, không nên làm các công việc quan trọng trong hai ngày này. Như vậy, ta chỉ chọn được ngày 15 quý mùi là ngày tốt. Tiếp theo là những ngày thân trực thâu, bao gồm các ngày mùng 4 nhâm thân, ngày 16 giáp thân và ngày 28 bính thân. Lại phạm đáo châu tinh, dùng ngày này chiêu quan tư, tổn nhân khẩu. Duy ngày giáp thân thì được chính là lúc nước trong, là lúc thủy thổ sinh ở thân, lợi về an táng, giá thú, xuất hành, nhập trạch, động thổ, khai trương, khởi tạo, kinh doanh. Trong vòng 1 năm hay giáp năm thì quý nhân tự đến giúp đỡ, mọi việc tọa ý. Tháng 10 âm lịch, ngày thân phạm thọ tử, không có khí tốt, lại bị sát tập nhập trung cung, sinh ra tai họa liên miên. Nếu sinh con cái cũng xấu xí, bệnh tật, còn bị tai ương nước nở. Tiếp theo, ngày Dậu trực khai, bao gồm các ngày mùng 5 quý Dậu, ngày 17 ất Dậu và ngày 29 đinh Dậu. Ngày 17 ất Dậu có thiên đức, là ngày chôn cất tốt, cũng có thể đi hỏi vợ về nhà mới, xây dựng nhà cửa, khai trương tốt. Chủ về tăng ruộng vườn, thăng quan tiến chức, nhà cửa phát triển. Người ăn kẻ ở có nghĩa, trung thành với mình, mọi việc thuận lợi vừa ý. Ngày 29 đinh Dậu, ngày mùng 5 quý Dậu, dùng làm việc nhỏ thì được thứ cát. Tuy nhiên, trong tháng 10 âm lịch, ngày Dậu phạm sát trục nên tuyệt đối không được dùng. Và cuối cùng là ngày Tuất trực bế, bao gồm các ngày mùng 6 giáp Tuất, ngày 18 bính Tuất và ngày 30 mậu Tuất. Ngày này có hỏa tinh. Ngày mùng 6 giáp Tuất có nguyệt đức, nên dùng vào việc hôn nhân, khai trương, xuất hành, nhưng bất lợi về việc khởi tạo, động thổ, mai táng, rời chỗ ở. Bính Tuất, mậu Tuất, trăm việc đều hung bại. Như vậy là ta đã xét xong 30 ngày của tháng 10 âm lịch và chọn đã được những ngày đại cát cho quý vị lựa chọn làm việc. Những ngày tốt như sau: 1. Ngày 26 giáp ngọ, đại cát. 2. Ngày mùng 2 canh ngọ, thứ cát. 3. Ngày 15 quý mùi, đại cát. Và cuối cùng, ngày mùng 6 giáp Tuất, nên dùng vào những việc hôn nhân, khai trương, xuất hành,
kiêng các công việc động thổ, mai táng, rời chỗ ở. Quý vị thân mến, vậy là ta đã điểm qua những ngày tốt trong tháng 10 âm lịch năm 2024. Đây là những thời điểm lý tưởng để quý vị có thể thực hiện các công việc quan trọng, mang lại nhiều điều may mắn và thuận lợi trong cuộc sống. Hy vọng rằng, thông qua video này, quý vị có thể lựa chọn được những ngày phù hợp nhất để tiến hành các công việc quan trọng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng KB Tử Vi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.